Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 2, Thanh tra huyện Hiệp Đức cho biết đã ban hành kết luận thanh tra dự án liên kết nuôi gà lấy thịt trên nền đệm lót sinh học tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, theo nội dung kết luận năm 2023, xã Bình Lâm làm chủ đầu tư dự án liên kết nuôi gà lấy thịt để tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống người dân. Người thụ hưởng dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, người khuyết tật. Thanh tra kết luận tất cả 10 hộ dân nhận gà đều sai đối tượng chưa đủ điều kiện hoặc không đúng với phương án về duyệt ban đầu. Cụ thể, 10 hộ dân trên địa bàn xã đã được cấp 3.300 con gà, tổng vốn đầu tư hơn 144 triệu đồng. Hợp tác xã Nông nghiệp Organic Green Nguyên Hưng cung ứng con giống và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Quá trình triển khai Ủy ban nhân dân xã Bình Lâm cấp gà cho 10 hộ nhưng không khảo sát và công khai cho người dân biết. Hợp tác xã hợp đồng biên bản được lập sau khi đã thanh toán vốn và nhờ các hộ dân ký lại. Ủy ban nhân dân xã Bình Lâm đã không giám sát việc tổ chức thực hiện dự án để xảy ra tình trạng thay đổi đối tượng và số lượng con giống cung ứng cho mỗi hộ không đúng với dự án đã được phê duyệt, tự ý chuyển con giống cho hộ khác nuôi, không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi dẫn đến việc thanh toán giải ngân nguồn vốn, không đúng với dự án đã được phê duyệt. Trong đó, riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Hiền, chị dâu ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lâm, thanh tra xác định bà Hiền không thuộc diện đối tượng ưu tiên tham gia dự án, đồng thời hộ bà Hiền không có quỹ đất để làm chuồng trại bà hiền có tên trong danh sách thuyết minh dự án đã được huyện phê duyệt nhưng danh sách nhận con giống lại là tên của bà nguyễn thị nên mẹ ruột và cùng hộ với chủ tịch ubnd xã bình lâm nguyễn hữu sơn qua xác minh thực tế chuồng trại và gà nuôi tại nhà bà nên không đảm bảo không có đệm lót sinh học theo quy định các trưởng thôn đều xác nhận trên địa bàn xã Bình Lâm còn nhiều hộ thuộc diện ưu tiên tham gia dự án, nhưng Ủy ban Nhân dân xã không thông tin phổ biến đến nhân dân, nên họ không biết để đăng ký tham gia dự án. Thanh tra huyện Hiệp Đức kết luận, những hạn chế khuyết điểm trên thuộc trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Ngô Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và bà Nguyễn Xuân Định, công chức tài chính kế toán xã Bình Lâm. Trong đó ông Nguyễn Hữu Sơn được xác định dù biết người thân trong gia đình không phải là đối tượng ưu tiên, không đủ điều kiện thực hiện dự án theo quy định nhưng vẫn thống nhất hỗ trợ. Điều này cùng với các vi phạm nêu trên đã gây dư luận xấu trong cán bộ công chức nhân dân trên địa bàn. Thanh tra huyện Hiệp Đức đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lâm hiện nộp trả hơn 144,2 triệu đồng vào ngân sách huyện do chi thanh toán dự án sai quy định đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo phòng nội vụ huyện xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lâm. Bên cạnh đó, một số cá nhân tập thể cũng bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về các sai phạm. Trưa 16 tháng 2, đại diện đồn biên phòng hướng lập Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ ô tô con lao xuống vực sâu 20 mét ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Theo đó, nạn nhân là ông DDH sinh năm 1974, quê Nghệ An, một mình lái xe lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hướng Quảng Bình, Quảng Trị. Khi đến đoạn đường qua xã Hướng Lập, Hướng Hóa thì xảy ra tai nạn. Ông H cũng là giám đốc công ty cổ phần đầu tư SH có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hiện ông Hát đã được đưa ra Hà Nội để kiểm tra sức khỏe và xác định ban đầu ổn định. Gia đình ông Hát cũng liên hệ công ty bảo hiểm và tự khắc phục hậu quả của ô tô trong vụ tai nạn. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 16 tháng 2, đồn biên phòng hướng lập nhận được tin báo của người dân trên địa bàn về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thôn Cựp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Mặc dù vị trí chiếc xe gặp nạn cách trụ sở đồn biên phòng hướng lập khoảng 15 km, nhưng đơn vị nhanh chóng phối hợp công an xã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Theo đó, xe ô tô hiệu Ford màu trắng 7 chỗ biển kiểm soát 30K 10496 bị rơi xuống vực sâu, phương tiện bị hư hỏng nặng. Qua xác minh thông tin ban đầu, xe ô tô này lưu thông từ hướng Quảng Bình và Quảng Trị, trên trục đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, khi đến km 164-300 thuộc thôn Cợp, xã Hướng Lập thì bị mất lái, lao xuống ta luy bên phải khoảng hơn 20 mét. Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, người trên xe được người dân đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. Lực lượng chức năng xác định chỉ có một nạn nhân trong vụ ô tô con lao xuống vực sâu 20 mét ở huyện biên giới Quảng Trị. Hiện đồn biên phòng Hướng Lập vẫn đang phối hợp với công an xã Hướng Lập bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường và phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc. Người đàn ông 40 tuổi được phát hiện tử vong trên vỉa hè thành phố Vinh, Nghệ An vào sáng sớm. Nạn nhân mặc áo phông quần đùi đi giày thể thao. Sáng ngày 16 tháng 2, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Hưng Phúc thành phố Vinh, Nghệ An cho biết sáng sớm cùng ngày, người dân trên địa bàn phát hiện một thi thể nam giới trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ nên trình báo cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là CHTA, sinh năm 1984, là phó hiệu trưởng trường dân tộc nội trú ở tỉnh Lạng Sơn. Nam thanh niên đi cùng với đoàn từ Lạng Sơn vào Nghệ An công tác. Qua điều tra sơ bộ cho thấy, khoảng hơn 5 giờ sáng nay ngày 16 tháng 2, nạn nhân mặc quần đùi, áo phông để đi thể dục, khi đi đến đường Nguyễn Văn Cừ thì tử vong trong tư thế ngửa người, nguyên nhân tử vong nghi là do đột quỵ. Được biết anh TA đi cùng với đoàn từ Lạng Sơn vào Nghệ An công tác, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó ngày 13 tháng 2, Ủy ban nhân dân xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, Quảng Trị cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc liên quan đến thi thể thanh niên nổi trên sông Ô Giang sau 5 ngày mất tích. Theo diễn biến vụ việc, sáng cùng ngày, người dân thôn Hội Điền, xã Hải Phong, Hải Lăng bất ngờ phát hiện thi thể một nam giới trôi trên sông Ô Giang, vị trí gần trạm bơm của hợp tác xã Câu Nhi, xã Hải Phong. Danh tính nạn nhân được xác định là HVA, 29 tuổi, trú tại xã Hải Định, huyện Hải Lăng. Gia đình anh HVA cho biết, anh A mất tích từ ngày mùng 2 tháng 9, tức 30 Tết. Người thân đã tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không có tung tích. Đến mùng 4 Tết thì phát hiện tử vong trên sông. Ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 tháng riêng, mạng xã hội xôn xao hình ảnh hàng trăm công nhân ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tập trung trước công ty không chịu vào làm việc để phản đối chủ doanh nghiệp. Sự việc diễn ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn KVA. Công nhân tập trung đông người là để yêu cầu chủ doanh nghiệp làm rõ nội dung trong thông báo thưởng Tết. Cụ thể, trước Tết, công nhân chỉ nhận được 1 phần 2 tháng lương thứ 13 và công ty thông báo qua Tết sẽ thưởng tiếp phần còn lại Tuy nhiên ngày đi làm đầu tiên mùng 6 Tết, công nhân bất ngờ nhận thông báo của công ty về việc không giải quyết tiền thưởng vào tháng 13 lần 2 đối với người lao động không đi làm đầy đủ, đi trễ, về sớm, nghỉ việc vi phạm từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3. Với lý do tiền thưởng là do công ty khuyến khích người lao động quay lại làm việc, thông báo nêu. Thấy vô lý trước thông báo trên nên công nhân đã tập trung trước khuôn viên công ty để yêu cầu chủ doanh nghiệp làm rõ. Sau đó lực lượng công an cũng có mặt để bảo đảm tình hình an ninh trật tự. Đến chiều tối, khi người lao động vẫn không chịu vào làm việc, công ty tiếp tục ra thông báo giải thích lý do doanh nghiệp gặp khó khăn, hàng hóa không xuất đi được, tiến độ sản xuất của công ty chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiền hàng chưa thu về được, rất mong người lao động thông cảm và chia sẻ. Tuy nhiên, công nhân vẫn không chấp nhận lý do trên nên đến hôm nay, 16 tháng 2, họ vẫn không chịu vào làm việc và tiếp tục tập trung đông người trước công ty. Một lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết sự việc xảy ra ở công ty trách nhiệm hữu hạn KVA có khoảng 500 lao động tại chi nhánh nhà máy 2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, vụ việc xuất phát từ việc công ty trả thưởng Tết chưa đầy đủ. Trước Tết, công ty trả thưởng bằng 50% tháng lương và có hứa sau Tết sẽ trả tiếp 50% tháng lương còn lại. Sáng 15 tháng 2, công ty tổ chức cho công nhân làm việc đầu năm, đến 13 giờ cùng ngày, công ty ra thông báo chi trả thưởng 50% tháng lương còn lại vào ngày 10 tháng 3 cùng kỳ trả lương tháng 2 năm 2024 của công ty. Việc này dẫn đến khoảng 350 trên 500 công nhân ở nhà máy 2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên không chấp nhận và yêu cầu công ty phải trả thưởng đủ 50% tháng lương vào ngày 26 tháng 2. Phía người sử dụng lao động không đồng ý với yêu cầu của người lao động. Sau khi nắm thông tin vụ việc, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Công đoàn V-Ship phối hợp các ngành chức năng thành phố Tân Uyên đến hòa giải giải quyết tranh chấp. Tại buổi làm việc, công ty có điều chỉnh một số nội dung thông báo nhưng vẫn giữ nguyên thời gian trả nốt tiền thưởng Tết là ngày 10 tháng 3. 350 công nhân không đồng thuận và đã ra về. Công đoàn V-Ship và các ngành chức năng tiếp tục theo dõi xử lý vụ việc.